quả đầu lưng. Lâu ngày không đăng, cuối cùng là nhiều người cứ hỏi em, ơ thế mày bỏ làm máy giặt rồi? Không phải đâu, nhà em đang làm máy giặt rất là nhiều ạ. Đây, buổi sáng nay thì quay vội một chút ra cái con máy giặt Toshiba Z9500, có thể nói là huyền thoại một thời. Chờ tí ạ, huyền thoại một thời ra để bắt đầu là đi giao hàng cho khách. Đây, con này là một con 9500 siêu nướt luôn. Đấy, rất là đẹp. Anh ta này, cái răng này hơi ủ qua một tí đã, bắt đầu không sao. Đây nhá, em có một cái mẹo ra để ví khách, ví dụ những cái răng mà nó bẩn như thế này này, đây không phải bẩn mà đây nó đang bị đen một chút này, thì muốn vệ sinh răng thì làm thế nào? Muốn vệ sinh răng thì thường thường quý khách là chỉ cần nghĩ đến mua một chai thuốc tẩy 10.000 thôi. Mua một chai thuốc tẩy 10.000, sau đó thì bắt đầu là mình đặt những cái giấy vệ sinh lên trên này và đổ cái thuốc tẩy đi lên trên cái giấy vệ sinh đó, thì giấy vệ sinh đó sẽ ngấm thuốc tẩy. Sau đó bắt đầu mình lấy tay mình ấn để bắt đầu giấy vệ sinh nó chạm vào những cái vết mốc này, và để đến qua đêm thì lập tức những cái vết mốc này bắt đầu nó sẽ hết. Như hôm nay đây thì bên quên em đi giao hàng cho khách nhưng mà quên chưa làm, cho nên là tiện thể quay video thì em hướng dẫn luôn quý khách cách để xử lý vệ sinh mốc của cái con này. Làm luôn năm nhé. Đấy, nói chung là hôm nay thì là ngày 11 tháng 4 2023. Hôm nay thì nồm quá rồi. Thời tiết ngoài miền Bắc này hôm nay thì quá là nồm. Còn đây là những cái máy giặt mà hàng bãi mới về, đang còn hơi bẩn này, đang còn chất bãi này. Đấy, thì bao giờ về nó cũng sẽ thế này. Dọn lên thì nó mới đẹp thôi. Chứ còn bao giờ nó cũng sẽ có những vết bụi bẩn thế này. Nhưng mà nói chung là bụi bẩn thì mình chỉ cần lau đi là hết thôi. Đây, nhìn thấy trắng, lau phát là trắng ngay ạ. Đây này, em nói quy trình ra để bắt đầu là cho các bác xem này. Các bác làm như thế này nhá. Đầu tiên đổ một ít thuốc tẩy ra cho ướt loang, sau bắt đầu lấy cái giấy vệ sinh như thế này. Đấy, thấm thì nó dính lên thành rồi, sau bắt đầu bác lại đổ thêm một lớp thuốc tẩy nữa. Như thế này ấy, thì là vừa sạch sẽ mà vừa không gây hại gì cho bất cứ một cái thứ đồ gì của cái máy giặt của mình. Thấm cả bên trên luôn. Thấm ở bên trên luôn. Với những cái cách như thế này ra quý khách thì chỉ cần khoảng rơi tầm, nếu mà làm nhanh thì khoảng 1 tiếng. Còn nếu mà quý khách cầu kỳ thì mình có thể là để ở đây khoảng tầm qua đêm, thì là nó sẽ coi như là sạch hết toàn bộ mốc. Đấy, những khách làm như thế này nhá. Bọc lại mình nhá, bọc lại đã. Kìa, đã có bẩn. Đấy, quý khách thấy chưa? Đấy, cứ làm lần lượt. Điên trên này nói chung là sẽ mất khoảng rơi tầm 10 phút của quý khách, nhưng mà chắc chắn là quý khách sẽ có một cái răng máy giặt như mới. Cái cách này mình có thể áp dụng được ở trên tất cả những cái dòng máy giặt khác nhau, như là dòng Enex này, dòng nói chung là máy giặt gì nó cũng làm được. Tất cả những cái thứ gì gọi là đồ cao su quý khách đều có thể làm được theo cách như thế này. Cam đoan quý khách 100% là cứ để đến tối, từ tối cho đến sáng sau là mốc nó sẽ phải bay đến tầm 80-90%. Sau còn mình làm lại thêm lần thứ hai nữa là nó sẽ hết. Rồi, rất cảm ơn quý khách.